Xin chào mừng tất cả các bác đến với kênh YouTube của Tổng kho Nhật Bãi Văn Quân. Và lời đầu tiên luôn luôn kính chúc tất cả các bác có thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều đam mê trong cuộc sống. Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu đến các bác các cái sản phẩm về hàng xe đạp của bên Nhật về. Thì có những xe nào bên thanh lý bên Nhật thì bên em sẽ gửi đến tất cả các bác. Bác nào cần nâng đời xe hay là cần sắm cho mình một chiếc xe để đi tập thể dục thì các bác cứ alo trực tiếp cho em theo số 0913 812 236. Bên em sẽ ship toàn quốc. Vâng, ship toàn quốc và các bác nhận xe và kiểm tra xe đầy đủ cho em nhé. Và đi xe thử cho em nhé. Vâng, đây là những cái xe hàng tuyển chọn và rất là chất lượng của bên Nhật về. Hàng có chứng chỉ của bên châu Âu, của Đức, và những chứng chỉ này đều phải có để xuất Nhật các bác nhé. Thì bác nào cần thì các bác alo cho em. Và hôm nay sẽ xả kho thanh lý cho các bác giá cực kỳ là giá gốc nhập Nhật về. Chỉ cộng một chút tiền vận chuyển thôi. Thì bác nào cần thì sẽ alo trực tiếp cho em. Và hôm nay tri ân cho các bác luôn ạ. Và bác nào đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh. Vâng, đây các dòng xe của bên Nhật về thì có các dòng xe của bên Đức và dòng xe của bên Mỹ, Đức và Mỹ xuất Nhật. Đây ạ, chiếc xe tay cong này thì hôm nay có hai chiếc xe tay cong. Một chiếc của Special Line của Mỹ và một chiếc xe đổi màu của bên Đức, hàng châu Âu xuất Nhật về. Đều phải có, tất cả đều có phải có chứng chỉ của bên châu Âu thì mới được phép xuất Nhật các bác nhá. Vâng, đấy thì bác nào cần thì các bác trực alo trực tiếp cho em. Và có một chiếc xe địa hình, có một chiếc xe địa hình để các bác đi cho nó êm ái. Vâng, chiếc xe địa hình có hai phục nhún rất là êm. Và những chiếc xe này thì là những chiếc xe carbon rất là cao cấp và có cặp đôi xe touring. Vâng, touring bán địa hình. Chiếc này là các bác đi đường phố hoặc là đi ngoài địa hình cũng cực kỳ là êm ái và rất là chất lượng cao. Tuyệt vời luôn, tuyệt đẹp luôn. Màu của xe này sẽ là màu trắng đỏ và càng làm càng màu đen, đen phản quang. Đấy, và một chiếc xe màu xám rất là đẹp luôn. Màu xám phản quang rất là đẹp để gửi đến tất cả các bác. Và hôm nay giá sẽ rất là ưu đãi và giá sẽ là giá gốc và chỉ có cộng chi phí vận chuyển theo đường container biển về. Đấy thì bác nào cần thì các bác cứ alo trực tiếp cho em. Đây là một cặp đôi thanh lý bên Twitter Nhật thì có cặp đôi này. Đấy. Và sẽ đi giới thiệu cho các bác từng chiếc xe cụ thể luôn để các bác nắm được trước tiên vào xe thì sẽ giới thiệu trực tiếp đến tất cả các bác một chiếc giá để các bác treo xe. Đây ạ, một chiếc giá xe rất là vững chắc. Thì các bác có thể là cho to rộng cái phần chân này ra, có 4 chân. Và các bác có thể là xoay cho cao lên hoặc là cho thấp xuống đều được nhá. Đấy, xoay 360 độ đều được hết này. Đấy, một chiếc giá rất là ngon này. Các bác có thể cho cao lên nữa cũng được. Cao lên khoảng tầm như này hoặc là các bác cao lên như này cũng được hết nhá. Vâng, cứ cao lên như này là được hết. Và xoay 360 độ để các bác dựng xe. Cho cái này phần này dài ra cũng được. Chiếc giá này là hoàn toàn bằng hợp kim nhôm cao cấp. Và chiếc giá này là chiếc giá này sản xuất trực tiếp tại bên Nhật. Vâng. Bên Nhật đấy các bác ạ. Đây ạ. Vâng. Đây ạ. Vâng, đây ạ. Đây là chiếc giá của Shimano thanh lý tại Nhật các bác nhá. Vâng, đây các bác. Đấy, thanh lý hoàn toàn tại Nhật này các bác này. Đấy, bác nào cần thì các bác alo trực tiếp cho em nhá. Và chiếc giá của bên Nhật thanh lý về. Và chiếc giá của bên Nhật nhá. Và sẽ quay cái giá này thì thanh lý cho các bác với giá là tròn 1,1 triệu. Tròn 1,1 triệu và bao ship toàn quốc các bác nhá. Và trước tiên là đi vào chiếc tay cong. Và chiếc xe tay cong. Vâng, đây là một chiếc xe tay cong rất là cao cấp và cực kỳ là đẹp. Đây em treo luôn vào một chiếc giá này.
thì bác nào cần thì các bác sẽ alo cho em. Chiếc xe tay cong đổi màu và cối nỏ thì cực kỳ là to, cối nỏ rất to. Đấy, các bác khóa vào cho em cái này nhé. Đấy, khóa vào là rất là ngon, nó sẽ rất là chắc. Cối nổ rất to luôn các bác. Xe đổi màu, xe này là rất là cao cấp. Khung sườn của xe thấy hoàn toàn bằng carbon cao cấp nhá. Đây là khung sườn hoàn toàn là bằng carbon cao cấp của bên Đức nhá. Vâng, xe đổi màu. Và rất đẹp luôn các bác nhá, xe đổi màu. Hiện tại nó đổi màu rất là nhiều màu, màu xanh, màu tím, màu đỏ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Thanh lý trực tiếp tại Nhật về. Hoàn toàn khung sườn càng là carbon cao cấp luôn. Rất cao cấp và đẳng khác nha các bác nhá. Các bác chỉ cần đi xe này thôi, không cần phải đi xe nào cả. Các bác cứ đi xe Đức này cho nó đẳng cấp, cho nó ngon. Cực kỳ là ngon và cực kỳ là bền. Đây là bền cực kỳ luôn các bác ạ. Vâng, và cực đẹp luôn. Màu này thì không thể chê được rồi. Màu này không thể chê và rất đẹp luôn rồi. Cổ đây ạ, vàng pô tăng ghi đông. Pô tăng ghi đông rất là tròn nhá. Vâng, pô tăng ghi đông tròn và bằng hợp kim nhôm cao cấp của bên Đức này. Đấy. Ghi đông này là ghi đông cánh bướm. Ghi đông cánh bướm rất đẹp luôn. Và hệ thống bộ chuyển động sẽ bằng hoàn toàn bộ chuyển động bằng SRAM. SRAM dì vai của bên bên Mỹ này các bác nhá. Và những bộ chuyển động bên Mỹ này nó rất là cao cấp. Vâng, rất cao cấp, lắc này. Lắc hoàn toàn là SRAM cao cấp và của Mỹ. Dây cuốn ghi đông bằng da, da rất xịn luôn. Da đặc biệt là rất xịn luôn. Đấy, các bác cần đi xe này là quá đẳng cấp rồi, không cần phải sắm một chiếc xe nào nữa. Vâng, chiếc xe dài này thì rõ quá là đẹp, dáng quá chuẩn rồi các bác ạ. Và hệ thống của xe sẽ là hai đĩa trục rỗng. Vâng, hai đĩa này trục rỗng này. Hai đĩa trục rỗng có 34-50T, 34-50 răng. Đấy, trục rỗng nhá. Và bộ SRAM này, gạt đĩa SRAM này. Bộ cùi đề của xe sẽ là hoàn toàn bằng SRAM này. Và hai đĩa và 11 tầng líp này các bác này. Cối nổ rất to nhá. Đấy, cối nổ rất to. Vâng, bản vành của xe sẽ là bản vành 4 phân. Bản vành 4 phân. Bản vành 4 phân và hoàn toàn là phanh đĩa hoàn toàn bằng phanh thăng đĩa. Đấy, phanh thăng đĩa các bác nhá. Phanh thăng đĩa thì bao giờ nó rất là đắt. Đắt hơn những cái bộ phanh vành này rất là nhiều. Đấy các bác nhá. Và phanh đĩa này nó đẹp hơn phanh vành rất nhiều. Đấy, chơi xe là các bác chơi cả cái đẹp nữa. Vâng, trước tiên là cứ đẹp, người đẹp dáng chuẩn, xe đẹp, màu đẹp đã thì các bác chơi cả xe cả đồ luôn. Các bác nhá. Và chiếc xe này sẽ cọc yên của xe này sẽ là hoàn toàn bằng carbon. Yên thì yên da rồi, yên da xịn rồi, siêu êm rồi. Siêu êm rồi, xe đua rồi. Vâng, hoàn toàn là cao cấp. Pedan, vâng, pedan này. Pedan sản xuất trực tiếp tại Đức luôn này các bác này. Đấy. Và một chiếc xe này báo giá trực tiếp đến tất cả các bác giá thanh lý nhá. Giá thanh lý để các bác lựa chọn này. Giá thanh lý này. Bác nào cần thì các bác nhắn tin cho em này. Giá thanh lý một chiếc xe này sẽ thanh lý cho các bác giá chuẩn luôn. Chuẩn xác luôn là 20,5 triệu. Vâng, 20,5 nhá các bác nhá. Đấy, 20,5. Và bây giờ lại xe tiếp tục là xe của Mỹ. Vâng, lại tiếp tục một xe Petrol Line. Một chiếc xe nữa được đấu giá tại Nhật về. Đây là một chiếc xe đua của Mỹ rất cao cấp. Full hợp kim nhôm cao cấp của Aluminium A1 các bác nhá. Đấy. Full nhôm luôn. Hoàn toàn khung sườn càng là hợp kim nhôm rất là cao cấp. Xe đua toàn bộ là của Mỹ luôn. Và chén của xe cổ bô tăng ghi đông hoàn toàn là bằng hợp kim nhôm cao cấp của Special Line. Đây là một trong những chiếc xe có bộ khung sườn rất là chắc chắn. Được ví như là bền như carbon luôn các bác nhá. Bởi vì hãng này là rất nổi tiếng rồi. Xe đua cao cấp của các vận động viên chuyên nghiệp. Cái này là vận động viên chuyên nghiệp. Đấy.
Và phần tay lắc của xe hoàn toàn là bộ tay lắc của Shimano 105 cao cấp của bên Nhật nhá. Đấy, 105 cao cấp 5007 của bên Nhật. Vâng, Shimano này. Đấy, tay nắm dây quấn đều là bằng da hết. Đều bằng da hết, nguyên bản của xe Nhật về như nào là nguyên bản 100% như đó các nhá. Như đó luôn nhá. Đấy. Phanh vành, vâng, chiếc xe đua này sử dụng bộ phanh vành. Đấy. Như chiếc này thì hoàn toàn là dây điêm sườn của Đức, dây điêm sườn. Và chiếc này là chiếc phanh vành và dây đi ngoài. Phanh vành của xe sẽ là acid cao cấp, cực kỳ là bền. Vâng, phanh vành thì rất bền. Đấy, em quay trực tiếp cho các bác xem. Yên zin theo xe 100%. Vâng, yên zin theo xe 100%. Pô tăng ghi đông cũng là 100%. Cột yên này cũng 100% là đi theo xe hết. Phanh đi theo xe hết. Cả bộ giá cũng là theo xe hết. Cả một bộ đùi đĩa đắt tiền cũng là đi theo xe hết của Shimano. Cả bộ bê đan cá này cũng là Shimano 105 đi theo xe hết. Rồi, toàn bộ là theo xe hết. Bộ vành 700x25 của xe đua hợp kim nhôm. Thương hiệu của nó là acid, lốp của nó là lốp Antitano của Đức các bác nhá. Ultra, vâng, Ultra, lốp Ultra. Bộ cùi đề của xe cũng là một Shimano 105. Đấy. Hai tầng đĩa Shimano 3450T. Gạt đĩa Shimano Tira. Hai đĩa và 10 tầng líp các bác nhá. Vâng, rất tuyệt vời. Hai đĩa và 10 tầng líp của Shimano hết. Các bác nào mà cần mua những cái sản phẩm Sensic Grip của Shimano cứ đến em. Em sẽ phân phối toàn quốc các loại Sensic Grip của bên nội địa của Nhật nhá, Shimano. Đấy, các bác cứ đăng ký kênh bởi vì là bên em có ra rất là nhiều video về phụ kiện và đồ chơi xe đạp nhá. Tổng kho phân phối toàn quốc luôn các bác nhá. Các đồ chơi xe đạp. Và chiếc xe này không cần phải giới thiệu nhiều bởi vì em quay đã quá chi tiết rồi. Và bây giờ sẽ là giá của một chiếc xe tay đua hàng rất là cao cấp của bên Specialized của Mỹ nhá. Và báo giá trực tiếp cho các bác luôn. Vâng, xe này sẽ có giá 20 triệu là giá nhập. Vâng, giá nhập tại Nhật về, đấu giá tại Nhật về. Và bên em sẽ thanh lý lỗ chiếc xe này với giá là 18,5 triệu lỗ cho các bác và thanh lý lỗ cho các bác nhá. Một chiếc xe nhá, tay đua cao cấp. Xe này thì các bác cứ về các bác chạy thôi, các bác cứ đi thôi, bởi vì em đã chạy thử rồi và chiếc xe này quá hoàn hảo luôn, rất hoàn hảo nhá con nhá. Đấy. Và bây giờ lại tiếp tục về xe touring và xe địa hình. Vâng, chiếc xe này thì cối nổ rất là to các bác ạ. Chỉ cần quay bánh nhẹ như này là được cối nổ rồi. Vâng, chiếc xe touring cực đẹp luôn. Và hệ thống đù Meyer của xe hoàn toàn bằng carbon nhá, đổi màu. Carbon đổi màu. Trước sau đều là đù Meyer, đều là carbon đổi màu. Đấy. Phanh của xe sẽ là phanh hoàn toàn bằng phanh thăng đĩa cao cấp của bên Đức. Rất đẹp luôn. Rất đẹp. Phanh thăng đĩa, vâng, phanh thăng đĩa, dây toàn bộ là điêm sườn hết các bác nhá. Dây toàn bộ là điêm sườn hết. Và khung sườn của xe này sẽ là hoàn toàn bằng carbon. Đây là dây điêm sườn hết các bác nhá, từ cổ này luôn. Đấy, dây điêm sườn hết. Hoàn toàn, khung sườn của xe hoàn toàn bằng carbon hết. Carbon hết, càng cũng là carbon hết. Pô tăng ghi đông hoàn toàn bằng carbon. Đù Meyer hoàn toàn bằng carbon. Tay nắm thì tay nắm da. Vâng, tay nắm da và phanh thắng đĩa dầu. Rất chất lượng các bác ạ. Vâng, một trong những sản phẩm cao cấp của bên Đức. Vâng, rất là xuất sắc nha các bác nha. Đấy. Và hệ thống bộ chuyển động sẽ là 2 đĩa 12 tầng líp. Vâng, 2 đĩa 12 tầng líp sản xuất trực tiếp tại Đức. 2 đĩa. Vâng, 2 đĩa nhá. Hai đĩa và số xăng của đĩa sẽ là 3450T, trục rỗng.
trục rỗng các bác nhá. Hoàn toàn sử dụng là hai đĩa và 12 tầng lip đổi màu. Cùi đề của xe sẽ là Zetro Spec, hoàn toàn sản xuất trực tiếp tại Đức, rất cao cấp luôn. Có đổi màu đây các bác nhá. Xe cực kỳ là đẳng cấp và rất đẹp. Cọc yên pô tăng hoàn toàn là bằng cọc yên này, pô tăng hoàn toàn bằng carbon. Carbon và yên da 100%. Yên da siêu xịn luôn các bác nhá. Theo xe hết và theo xe hết các bác nhá. Chiếc xe này hoàn toàn là theo xe hết, zin 100% luôn. Vâng, xe này sẽ là xe lướt Nhật. Lướt Nhật còn độ xịn của nó khoảng tầm 97%. Zin 100%. Đấy. Và hoàn toàn sử dụng bộ vành của xe ra là vành bản 4 phân và lốp 700. Đấy, lốp 700 các bác nhá. Rất đẹp luôn. Xe này các bác vượt mọi địa hình luôn. À, đi đường phố cũng rất là êm và đi đường trường cũng rất là êm. Các bác nhá. Màu của xe này là một màu rất đẹp. Màu trắng đỏ, màu trắng sọc đỏ. Và càng của nó là càng đen đổi màu. Vâng, càng đen đổi màu đấy ạ. Báo giá trực tiếp cho các bác một chiếc xe này. Với chiếc xe Touring này, báo giá trực tiếp cho các bác là để các bác sắm cho mình một chiếc xe hoàn toàn cao cấp. Cái này, xe này thì dành cho cả nữ và nam đi các bác nhá. Dành cho cả nữ và nam đi. Carbon rất cao cấp và rất đẹp luôn. Với mức giá là 20.500.000. Vâng, giá thanh lý cho các bác là 20.500.000. Chuẩn giá luôn. Chuẩn giá luôn các bác nhá. Vâng, một chiếc Touring nữa cùng lô về là một chiếc màu xám. Vâng, màu xám cực đẹp luôn các bác này. Một màu xám và màu xám chỉ đen đổi màu. Chỉ đen phản quang đổi màu. Càng của xe sẽ là càng đen, đen xám các bác nhá. Và bác nào thích màu này, hợp màu này thì các bác cứ chọn cho mình một chiếc xe đẹp như thế này. Vâng, chiếc xe này bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác luôn. Đấy. Chiếc xe này báo giá trực tiếp cho các bác luôn. Khung sườn càng và đù Meyer hoàn toàn cũng là carbon luôn các bác nhá. Hoàn toàn bằng carbon đổi màu hết. Vâng, đù Meyer bằng carbon đổi màu. Rất đẹp luôn các bác này. Cực đẹp luôn. Hai đĩa và 12 tầng lip các bác nhá. Hai đĩa và 12 tầng lip. Chiếc này bằng chiếc trắng đỏ vừa rồi. Bằng chiếc trắng đỏ vừa rồi là 20.500.000 các bác nhá. 20.500.000 cọc yên, khung sườn càng. Vô tăng ghi đông hoàn toàn bằng carbon cao cấp. Vâng, carbon cao cấp. Hàng cao cấp của Nhật về. Đấy, bác nào cần thì các bạn alo trực tiếp cho em nhé. Vâng, hai chiếc này là cân nặng của nó chỉ khoảng tầm 9kg thôi các bạn nhé. Khoảng tầm 9kg mà hơn 9kg một chút thôi. Đấy, rất cao cấp. Và khung sườn càng nhẹ càng xịn các bác nhá. Và chiếc đổi màu này thì khoảng tầm hơn 8kg. Đấy, chiếc tay cong đổi màu. Và chiếc xe địa hình là chiếc xe cuối cùng ngày hôm nay được giới thiệu đến tất cả các bác và anh chị em. Vâng, cối nổ rất to. Cối nổ rất to, một chiếc xe cao cấp, rất cao cấp luôn. Về khung sườn của xe sẽ là hoàn toàn bằng carbon cao cấp nha các bác nhá. Vâng, hàng carbon rất cao cấp luôn. Cực kỳ là đẳng cấp, rất đầm chắc và rất là êm ái. Êm ái cho các bác sử dụng. Khung sườn hoàn toàn bằng carbon. Đấy. Cối nổ cực kỳ là to. Cối nổ rất to. Và bộ chuyển động sẽ là bằng Shimano. Shimano Del Rey của bên Nhật. Và một bộ chuyển động rất là ngon. Và hàng Nhật các bác nhá. Đấy. Một đĩa trục rỗng và 12 tầng lip các bác nhá. Đấy, lốp của xe sẽ là lốp 27.5. Lốp địa hình, khung sườn hoàn toàn bằng carbon và hệ thống phanh thắng đĩa dầu Shimano. Vâng.
Shimano, bộ chuyển động Shimano đèo rê. Phanh thắng đĩa các anh nhá, phanh hoàn toàn bằng thắng đĩa Shimano. Và khung sườn hoàn toàn bằng carbon nano cao cấp, sản xuất trực tiếp tại Đức. Vâng, Germany của Đức các bác nhá. Sản xuất trực tiếp tại Đức. Vô tang ghi đông hoàn toàn bằng hợp kim nhôm cao cấp. Đấy, rất hoành tráng luôn các bác nhá, một chiếc xe địa hình êm ái và rất là hoành tráng. Có hai phuộc nhún, vâng, phuộc nhún cao cấp, phuộc nhún hơi. Phuộc nhún hơi cao cấp, rất cao cấp và rất siêu siêu bền của bên Đức luôn. Twitter Đức các bác nhá. Đây là hoàn toàn sản xuất trực tiếp tại Đức, cho nên các bác đi cho nó sướng. Rất ngon và rất sướng. Cọc yên của xe này, yên của nó là yên da này. Đấy, yên da này, yên da. Và xe này thanh lý cho các bác với một mức giá rất ngon. Vâng, thanh lý cho các bác với giá rất ngon, sẽ giảm cho các bác 500k từ 18 triệu, còn 17,5 các bác nhá. Còn 17,5 triệu các bác nhá. Bác nào cần và yêu thích những cái mẫu xe êm ái có phuộc, hai phuộc hơi cao cấp này thì các bác alo trực tiếp cho em. Tâm hoàn toàn bằng tâm inox các bác nhá. Vâng, tâm là inox và rất ngon và rất xịn luôn các bác nhá. Cực kỳ là êm. Khóa phuộc, mở phuộc hoàn toàn trên ghi đông luôn. Đấy. 17,5 triệu cho một chiếc xe cao cấp này. Cối nổ thì rất to rồi. Và khung sườn hoàn toàn bằng carbon cao cấp của bên Đức. Và bác nào đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh ạ. Vâng. Và bây giờ xin gửi lời chào và lời chúc đến sức khỏe tất cả các bác và toàn bộ gia đình các bác luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Và các bác chúc các bác tập thể dục thật là nhiều, mang lại cho các bác nhiều sức khỏe hơn và mạnh khỏe hơn.